trước thái độ khủng bố nhằm vào các quan chức của mũ nổi, cộng thêm những thất bại thảm hại nhiều trận trước các á nhân, Tosaki đang bị các sếp lớn dí, thậm chí bị đe dọa rằng sẽ cho ra đường bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Kay và Ku trở lại Tokyo. Với tiềm lực của hai đứa trẻ non quá khó để đối đầu với mũ nổi, vậy nên họ cần một đồng minh để cung cấp cho họ những thứ cần thiết. Còn ai phù hợp hơn ngoài Tosaki nữa? Sau khi tra cứu toàn bộ in tư của anh bốn mắt, Kay biết được ông anh này đang cần rất nhiều tiền để duy trì thu nhập lo viện phí cho ghệ yêu đang bất tỉnh. Vậy nên chắc chắn Tosaki phải giữ cho bằng được cái ghế này. Từ những nhận định đó, Kay đã lên một kế hoạch nhằm buộc Tosaki phải kết đồng minh với mình. Cậu thả tí mồi về vị trí của bản thân cho anh bốn mắt biết, rồi cùng Ku đến bệnh viện nơi hôn thê Tosaki đang điều trị, lấy cô ta làm con tin trên bàn đàm phán để đề xuất một yêu cầu hợp tác giữa hai bên nhằm tiêu diệt mũ nổi. Sau cùng Tosaki đã đồng ý. Với năng lực hiện tại của hai khứa này hiện còn quá kém, nên Tosaki quyết định đưa cả hai đến một nơi bí mật. Ở đây, dưới sự dẫn dắt của những lão làng trong ngành chiến đấu, cả hai đã nâng tầm thể lực, kỹ năng dùng súng, đặc biệt là được Q&A trực tiếp với nhà khoa học mẽo. Sau khi tận mắt chứng kiến hắc hồn của Kay, nhà khoa học mẽo nhận định con này rất đặc biệt. Sở dĩ nó không nghe lời chủ thể là bởi vì cậu đã bỏ mặc nó quá lâu. Giờ đây con hắc hồn của Kay có thể tự ý hành động bất chấp lời của cậu. Tính dị biệt của hắc hồn không dừng lại ở đó. Bình thường chỉ sau 5 phút là chúng sẽ tiêu tan, nhưng theo lời của Kay thì con của mình có thể kéo dài tận 30 phút và kỷ lục số lần triệu hồi trên một ngày lên tới 9 lần. Theo lời khoa học mẽo thì lý do tạo nên sự biến dị kỳ lạ này là bởi mật độ vật chất đen của con hắc hồn của Kay rất đậm đặc. Sự đậm đặc ấy phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và sự nhận thức lẫn phát triển cảm xúc của chủ thể. Vậy nên nếu muốn thu phục hắc hồn theo lời mình, chính Kay phải thay đổi tính cách của bản thân trước đã. Với khả năng vượt trội đến như vậy, Kay có thể giành được nhiều lợi thế khi phải đối đầu với các á nhân khác, đặc biệt là mũ nổi, với điều kiện cậu phải kiểm soát được nó. Nhưng việc không hề dễ như cậu tưởng. Ý thức chống đối của con hắc hồn là rất lớn, thậm chí nó còn không ngần ngại tấn công lại chủ thể, khiến Kay đâm ra hơi rén trước sức mạnh của mình. Trong khi Kay và Ku đang tụ tập ở cơ sở bí mật, thì ở bên ngoài kế hoạch thanh trừng của mũ nổi đang được thực hiện. Sau tiếng vang trong lần khủng bố trước đó, một bộ phận á nhân đã đến gia nhập tổ chức của mũ nổi, gia tăng quân số cho chúng. Bên cạnh đó, nhờ kỹ năng hack máy tính siêu cấp VIP Pro của IT, mọi lịch trình hoạt động lẫn vị trí cư trú của những mục tiêu đều nằm trong tay mũ nổi. Nhờ đó giúp hắn lên kế hoạch ám sát tỉ mỉ với phần trăm thành công cao nhất. Những đối tượng trong danh sách lần lượt lên bảng đếm số. Dù có tìm đủ mọi cách để phòng bị và bảo vệ đến đâu, nhưng đều vô vọng trước đầu óc và họng súng của gã á nhân điên cuồng. Bất chấp những hành động dã man tàn bạo của mũ nổi đang gây nên, phía Tosaki vẫn chưa thể có động tĩnh gì, bởi mọi thông tin liên quan đến vị trí và thời gian của những người trong danh sách đều bị giữ kín. Chỉ duy nhất có người ở vị trí thứ 14, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, là anh có thể kiếm được. Bên cạnh đó, họ có thể phân tích chiến lược của mũ nổi và xem xét phương hướng hành động của hắn thông qua những vụ ám sát trước đó để lên phương thức chiến đấu nhằm có được xác suất chiến thắng cao nhất. Trải qua quãng thời gian dài, cuối cùng nạn nhân thứ 14 cũng đã đến. Kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của Kay và Tosaki đã được phổ biến cho mọi người. Giờ chỉ chờ thông tin thời gian hoạt động nữa là có thể triển khai. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra ngay trong hôm lấy dữ liệu đó. Tosaki bị bắt cóc bởi hai nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ để tìm hiểu về vụ án của nhà khoa học mẽo khi nghi anh có dính dáng tới. Trợ lý đã cố gắng hết sức để giải cứu sếp của mình, nhưng phía bên kia cũng có một á nhân. Cô ta thậm chí mạnh hơn nhiều so với trợ lý, nên chẳng mấy chốc trao đổi chiêu thức đại diện phía Mỹ Win, rồi tiến hành khống chế cô bằng một liều thuốc gì đó. Nhưng bất ngờ là có người đi qua khiến chúng không kịp thực hiện. Nhân cơ hội đó trợ lý trốn đi. Tuy nhiên cô chẳng thể làm gì để ngăn sếp mình khỏi bị đưa đi, và dần dần cứ thế cô lịm đi. Ngay khi tỉnh lại thì không thấy sếp đâu. Trợ lý bèn về cơ sở bí mật để kêu gọi mọi người đi cứu, và đặc biệt là phải có chiếc tai nghe One Audio F2, một sản phẩm đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, từng được Kay sử dụng trong suốt thời gian bên bà trước đấy. Với chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động với mảng loa 10mm, bên cạnh đó còn có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Thời gian thế này thì khỏi lo sập nguồn khi đang trong khi chiến căng. Đã thế còn đẹp hú hồn với họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, lại còn là hàng chính hãng nên bảo hành lên đến 12 tháng. Còn hàng hết nước chấm thế này bảo sao Kay mê đến thế. Nhờ việc thường xuyên giải trí bằng cách xem các video trên The Reviewer mà Kay đã có được mã giảm giá, tiết kiệm tận 50k so với giá gốc là 590k của sản phẩm. Kay thấy tìm tai nghe thì ok, chứ đi cứu thì không ổn. Kay lập tức từ chối. Thứ họ cần làm bây giờ là di rời địa điểm ngay lập tức, đề phòng Tosaki tiết lộ nơi đây thì toang. Tuy mọi người cũng không đành lòng thật, nhưng đây là điều họ buộc phải làm vì mục tiêu tóm tên mũ nổi. Tất cả đã triển khai công tác thu dọn, nhưng trợ lý không đành lòng để người cứu mang mình bị hành hạ, nên đã nói dối rằng thông tin thời gian của bộ trưởng chỉ Tosaki biết. Hơn nữa là một sự quyết tâm hẳn mạnh trên đôi mắt của cô khiến Kay đành phải chấp nhận yêu cầu. Nhà khoa học mẽo cũng cung cấp thêm thông tin về nơi nhiều khả năng Tosaki đang bị bắt. Cả đội lên đồ sẵn sàng lên đường tập kích giải cứu. Trong khi ấy, bốn mắt cũng đang không ổn. Đám người Mỹ tiến hành tra tấn nhằm cậy mồm anh để tìm bằng được nhà khoa học về, nhưng Tosaki cũng rất cứng. Bất chấp từ bị kìm điện dí đến bị tiêm thuốc làm hẹp đường thở cũng nhất quyết không khai. Ngay khi liều thứ 2 chuẩn bị được tiêm,
thì toàn bộ hệ thống điện đều bị ngắt. Không lẽ là đến lịch cắt điện luân phiên? Không, đó là do đội của Kay đã tiến hành đột nhập. Với lợi thế chủ động và sở hữu năng lực của các á nhân, họ nhanh chóng kiểm soát ngôi nhà. Mỗi tội chẳng thấy Tosaki đâu. Nhận ra có biến, hai tên Mỹ liền đưa anh ta đi. Khi phát hiện ra sự chim cút của chúng, trợ lý vội lấy xe đuổi theo. Nhờ trước đó sử dụng hắc hồn gắn định vị, Kay đã biết được hướng di chuyển của chúng, cụ thể là đến đại sứ quán Mỹ. Nếu chúng vào được đó coi như là chấm hết. Vậy nên cậu liên lạc với trợ lý nhằm chặn đầu đít chúng lại. Thêm một lần nữa, ả á nhân Mỹ đối đầu với trợ lý. Lúc này trợ lý đã hết lần triệu hồi hắc hồn, nên chỉ còn biết nằm mà ăn hành thôi. Nhưng sức mạnh ý chí đã khiến nồng độ vật chất đen của trợ lý tăng lên đột ngột, gia tăng thêm lần nữa gọi hắc hồn ra chiến. Ngay khi hai cái đầu va chạm vào nhau, dòng ký ức của hai bên dung hòa. Thấy được nỗi khổ của ả á nhân Mỹ khi vớ phải tên chủ khốn nạn, để rồi sau đó thay vì bắn gây mê người đồng cấp phía đối diện, trợ lý lại bắn bỏ mẹ cái thằng sếp. Nhân cơ hội đó, cô ả á nhân Mỹ bonus thêm cho hắn một viên, rồi rời đi để tìm kiếm một cuộc sống mới. Cuộc giải cứu Tosaki thành công, nhưng kế hoạch vây bắt mũ nồi đã đổ bể. Trợ lý biết hôm nay sẽ là ngày á nhân khủng bố hành động, nhưng đã lờ đi để cả đội đi cứu Tosaki. Để rồi vụ ám sát bộ trưởng đã được tiến hành, và ông ta đã thành nạn nhân thứ 14 dưới tay mũ nồi. Để giải quyết triệt để vụ giải cứu, Kay lấy máy tính của tên người Mỹ, soạn một email đổ hết tội trạng cho mũ nồi, từ vụ về giáo sư Mẹo đến cả những việc khác nữa. Nhờ đó khiến Mỹ bám theo mũ nồi, đồng thời tạo dấu vết cuối cùng giải thích sự mất tích của hai nhân viên kia. Sau sự vụ của Bộ trưởng Bộ Y tế, cơ hội bắt được mũ nồi theo Tosaki là số không tròn trĩnh, bởi họ không có cơ hội xác định vị trí lẫn thời gian hắn tấn công. Nhưng đúng lúc đó, một video của mũ nồi được đăng tải đã đem thêm cho họ hy vọng, trong đó tiết lộ những thông tin mà nhóm của Tosaki cần lúc này. Tại cuộc họp hội đồng quản trị trong trụ sở của công ty công nghiệp nặng Musashi, 3 ngày sau lúc 7 giờ tối, mũ nồi sẽ đến lấy mạng ông chủ tịch, cũng chính là kẻ bị thanh trừng cuối cùng. Trong trường hợp tên chủ tịch không xuất hiện, thì đó chính là bằng chứng chứng minh những thí nghiệm lên á nhân có tồn tại. Sở dĩ điều khiến mũ nồi tự tin tung ngày giờ địa chỉ cho cuộc tập kích của mình là vì hắn đã có vũ khí bí mật, thứ khiến hắn tự tin xác suất win là tuyệt đối. Dĩ nhiên phía chính phủ không thể để muối mặt thêm một lần nữa. Giờ đây họ tuyên bố lực lượng chống á nhân chính thức được thành lập dưới sự hợp tác của các ban ngành đoàn thể. Theo lời Tosaki thì đây là lực lượng đã được huấn luyện từ lâu, nơi hội tụ những sĩ quan tinh nhuệ nhất, sử dụng những vũ khí hiện đại nhất và đã qua thực nghiệm trực tiếp lên á nhân. Vậy nhóm của Tosaki dày công tạo dựng có còn cần thiết nữa hay không? Chắc chắn là có. Chống lại mũ nồi thì bao nhiêu cũng là không đủ. Nhờ thông tin về sơ đồ của tòa nhà mà Tosaki cung cấp, Kay đã lên một phương án hết sức tỉ mỉ, tận dụng lực lượng chống á nhân làm quân tiên phong. Ngay khi họ bị đánh bại thì kế hoạch của cả bọn sẽ được bắt đầu. Tuy nhiên có một vấn đề phát sinh, đó là làm thế nào để tổ đội được vào vị trí trong kế hoạch. Tưởng gì chứ cái này, cứ để Tosaki lo. Anh tìm đến tên đàn em theo dõi mình để yêu cầu một phương án bảo hiểm cho sự thất bại của đội chống á nhân. Ban đầu tên kia còn trịnh thượng từ chối, sủi đít ra về. Nhưng khi nghe Tosaki thừa nhận tất cả mọi việc, từ bắt cóc khoa học Mẽo đến giết người của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì hắn bắt đầu tỏ ra có chút rẽ nhẹ, đặc biệt là tiết lộ file ghi âm cuộc nói chuyện giữa đàn em và gã bộ trưởng, về việc chúng đã biết mọi thứ nhưng không tiết lộ. Với bản ghi âm này sẽ khiến họ thành đồng lõa, trạng chết, chúa cũng băng hà. Giờ đây tên đàn em buộc phải đồng ý, không chỉ kế hoạch bảo hiểm, mà còn là một vị trí chắc chắn của Tosaki trong ủy ban nữa. Ngày cuộc chạm mặt đã đến, lực lượng chống á nhân đã được setup kỹ lưỡng, sẵn sàng cho cuộc tập kích của mũ nồi cùng đồng bọn. Các tòa nhà xung quanh cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, đề phòng một cuộc tấn công như lần trước. Với hệ thống canh phòng nghiêm ngặt như này thì khéo đến con ruồi cũng khó mà có thể lọt vào. Tất cả đều tự tin rằng phi vụ lần này sẽ tóm được đám á nhân khủng bố. Đội của Kay cũng đã chuẩn bị sẵn, vấn đề bây giờ chỉ là chờ đợi sự xuất hiện của mũ nồi nữa mà thôi. Thời khắc đã điểm, một chiếc xe tải đột ngột lao đến trước tòa nhà. Điều kỳ lạ là tên lái xe dễ dàng bị khống chế mà không có chút kháng cự, bởi tất cả đều đã được biên hết rồi. Trong thùng xe chứa một hệ thống chẳng chịt. Sau khi nó được kích hoạt, một vụ nổ lớn diễn ra, nhưng không phải chỉ để gây sát thương. Nó là một quả bom xung điện từ có công dụng phá hủy mọi thiết bị điện tử trong bán kính 3 km. Một cái phất cờ khiến quân triều đình rơi vào thế việt vị. Ngay lập tức kế hoạch tập kích được triển khai. Chúng dùng những máy bay điều khiển từ xa để kéo dây sang tòa nhà, rồi từ đó lướt sang tiến đánh từ tầng thượng. Cuộc chiến bây giờ chính thức được bắt đầu. Bằng ưu thế vượt trội về kỹ năng chiến đấu, lực lượng chống á nhân tiến hành giáp lá cà nhằm khống chế đám khủng bố. Thành quả đã đến khi chẳng mấy chốc họ đã giành được ưu thế hoàn toàn. Tuy tóc dài đã cố gắng dùng hắc hồn để cầm cự, nhưng sự ưu việt của đối phương quá cao, ngay cả anh ta cũng bị trúng đạn gây mê. Tuy nhiên tất cả kết thúc khi mũ nổ xuất hiện. Kỹ năng cận chiến của gã trung niên cứng này thậm chí còn vượt trội hơn so với lực lượng chống á nhân. Bất cứ ai vào cũng bị xử đẹp trong phút mốt. Thế trận nghiêng hẳn về phía đội á nhân khủng bố, trong khi tóc dài và anh em thu hút sự chú ý của quân triều đình. Mũ nổi lên phòng họp hoàn tất kế hoạch. Đến lúc la vào chỉ thấy Kay ở đó khống chế ông chủ tịch. Kay yêu cầu đối phương không bỏ súng xuống thì sẽ ra tay ngay với con tin. Khi ấy game của lão ta sẽ chấm dứt. Hai bên cãi qua cãi lại một hồi thì mũ nổi cũng phải nhân nhượng. Nhân lúc đó Khu và trợ lý bắn đạn gây mê nhưng bị hắc hồn của mũ nổi ngăn lại. Nhưng đó cũng chỉ là mồi nhử.
tay súng chính lại là hắc hồn của Kay, cuối cùng cũng khiến cho lão cáo giả bất tỉnh. Nhưng chưa kịp ăn mừng quá lâu thì một hiện tượng khiến mọi người tỉnh ra liền. Hắc hồn của mũ nồi không hề tan biến như trước, nó lần lượt đưa khu và trợ lý vào giấc ngủ, bón hành cho Kay, rồi reset cho chủ thể. Đâu chỉ mình Kay biết luyện tập nâng trình cho hắc hồn, giờ đây con của mũ nồi cũng có thể tự động hóa dù hắn đã bị hạ. Đã thế con hắc hồn của cậu tự dưng bị đần, không làm ăn được gì, rồi cũng bị đạp cho tan biến. Kay bị đập quăng như một mớ rẻ rách. Những người đi theo hỗ trợ nhân lúc mũ nồi không để ý lao ra bắn đạn mây, nhưng đều bị chặn lại bởi hắc hồn, và rồi từng người bị giết hại dưới bàn tay của nó. Kay dù cố gắng hết sức nhưng chẳng thể triệu hồi được hắc hồn, cứu lấy ông chú đã quan tâm chăm sóc cậu, đẩy cậu rơi vào sự tuyệt vọng. Hên là quân triều đình đã kéo đến kịp thời, xả đạn khiến mũ nồi và đồng bọn phải rút chạy, từ đó giữ được cái đầu của Kay trên cổ. Nhưng tinh thần của cậu thì không chắc. Tuy nhiên ông chủ tịch thì không may mắn được như vậy. Ông ta bị đám á nhân khủng bố dẫn đi đến nơi thoát hiểm. Không những thế, chúng còn lấy đi món vũ khí đang được nghiên cứu chống á nhân, thứ mà tóc dài từng bị lôi ra thử nghiệm trước đây. Sau khi lấy được analog key để mở cửa thoát hiểm, mũ nồi không ngần ngại một phát để hoàn thành danh sách của mình. Thêm một thất bại nữa của ủy ban trước mũ nồi. Khu và Kay bị dẫn độ để giúp họ đỡ muối mặt, nhưng Tosaki đã trở mặt. Anh đã giải quyết đám xung quanh rồi đưa tất cả chạy trốn. Giờ đây Tosaki và trợ lý đều nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát. Nhưng điều còn tồi tệ hơn cả là ý chí chiến đấu của Kay đã mất hết. Tình hình hiện tại đã căng thẳng hơn trước. Việc chống lại á nhân khủng bố không còn là việc riêng của nước Nhật nữa. Sau khi nhận được email mà Kay đã gửi, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định sẽ nhúng tay vào việc này. Khi ấy Mẹo sẽ có được toàn bộ á nhân của Nhật Bản, đặc biệt là mũ nồi. Nói đến tên á nhân cuồng sát này, hắn đã trở lại với một video mới nhất để thông báo chiến thắng của bước 2, đồng thời giới thiệu cho bước 3. Trước động thái không chấp nhận yêu sách của mình, 10 ngày sau tổ đội của hắn sẽ thực hiện các hoạt động tiếp theo. Sau khi trở về từ sự vụ ở tòa nhà công ty Musashi, một số thành viên dưới trướng của mũ nồi đã nảy sinh nghi ngờ về tư tưởng của gã. Họ không biết rằng liệu mình có tin sai người hay không. Thâm tâm họ mong muốn sau bước thứ 3 thì cái trò chiến tranh này sẽ cần phải được dừng lại, nhưng mũ nồi có vẻ không nghĩ thế. Đến ngày hành động, mũ nồi cùng đồng đội tấn công vào một trại quân đội. Dù đã huy động toàn bộ lực lượng ra ứng chiến, nhưng dù đó có là quân đội chính quy thì cũng chẳng thể đọ nổi máu liều của đám á nhân. Sau vài lần reset mạng sống, mũ nồi cùng đồng bọn đã chiếm được trại quân đội, thu được rất nhiều loại súng ống đạn dược, đặc biệt là 12 quả tên lửa chất hóa học có sức hủy diệt lớn. Sau khi hoàn thành quá trình này, mũ nồi lên video khẳng định mình đang sở hữu vũ khí hàng loạt, đồng thời yêu cầu chính phủ bàn giao lại Nhật Bản để chúng thành lập một quốc gia cho á nhân. Nếu không, chúng sẽ phóng toàn bộ số tên lửa để tiêu diệt toàn bộ công dân. Hắn không hề nói đùa. Sau khi xem video mũ nồi đăng tải, đội của Tosaki vội lên kế hoạch ngăn chặn âm mưu của hắn. Trừ Kay ra, phía Mỹ cũng rục dịch cho những kế hoạch của riêng mình. Còn ở bên chính phủ Nhật, ưu tiên của họ bây giờ là đảm bảo an toàn cho người dân. Đại tá đứng đầu quân cảnh vệ được giao nhiệm vụ đàm phán với mũ nồi. Chính phủ đồng ý bàn giao một vài hòn đảo phía nam Kyushu để cho mũ nồi thành lập quốc gia như mong muốn. Điều này khiến các á nhân hết sức vui mừng, nhưng mũ nồi lại lập tức từ chối. Thông qua hành động cho phóng một quả tên lửa vào thẳng khu dân cư, rồi một lần nữa khẳng định yêu cầu của mình, một là ô, không thì cút. Trước hành động quá đỗi tàn bạo của mũ nồi, những á nhân tham gia với hắn tỏ thái độ bất mãn. Thay vì xoa dịu bằng lời nói, mũ nồi liền khóa mồm tất cả bằng hành động. Đứa nào bướng lại tao cắt thủ. Bộ mặt thật của hắn đã lộ diện. Mũ nồi chưa bao giờ đấu tranh cho tương lai của á nhân, tất cả chỉ là trò chơi của hắn mà thôi. Ngoại trừ tóc dài vẫn ở lại ra vì ơn cứu mạng, thì tất cả các á nhân đều đồng loạt bỏ đi. Trong số họ có IT và hai người đã theo từ đầu, chưa từ bỏ hẳn cuộc đấu. Giờ đây họ sẽ quay trục sang Kay. Trước mối nguy mà nhóm á nhân khủng bố gây ra, chính phủ chính thức ban hành tình trạng khẩn cấp. Nỗi bất an trong người dân càng lúc càng dâng cao. Một bộ phận điên cuồng đổ hết mọi chuyện lên đầu người thân của các á nhân, trong đó có cô em gái của Kay. Những kẻ quá khích đó tụ tập ở bệnh viện hòng bắt bằng được cô. Mặc dù Kay đã đến và giải cứu, nhưng vấn đề là cậu sẽ chẳng thể triệu hồi hắc hồn được nữa. Đang lúc đám quá khích tấn công hai anh em, một hắc hồn có cặp cánh lao đến giải cứu. Kèm theo đó là sự xuất hiện của Kaito. Sau khi bị Kay bỏ rơi, Kaito đã bị cho đi cải tạo tại trại giáo dưỡng, nhờ giúp đỡ một á nhân khỏi bọn bắt nạt mà cậu đã kết thân với thanh niên kia. Nhờ đó mà Kaito đã được cho đi ké thoát ra ngoài, nhờ con hắc hồn biết bay đó. Sau khi đưa hai anh em Kay thoát ra ngoài bằng đường hàng không, Kaito gợi ý cho cả hai cùng người bạn á nhân sang Ấn Độ trốn. Nhưng Kay không thể cứ thế mà đi như vậy được. Cậu nhờ anh chàng á nhân kia bảo vệ cho người bạn thân và em gái. Khi trên đường di chuyển, mượn cớ ra ngoài giải tỏa nỗi sầu, Kay đã bỏ trốn quay trở lại tham gia cùng với nhóm của Tosaki. Và dĩ nhiên không chỉ có cậu mà còn cả hắc hồn của cậu nữa. Trở lại với tình hình của mũ nồi và tóc dài, chúng đã chuyển toàn bộ khí tải xuống lòng đất. Sở dĩ lý do cho pha xử lý độc lạ này là bởi mũ nồi cho rằng sử dụng vũ khí hóa học không được phê. Súng ống thế này nó mới bao sướng. Trước động thái này của mũ nồi, vì trước đó đã chính thức công nhận sự nhúng tay của Mỹ vào việc giải quyết mối họa á nhân, nên phía chính phủ buộc phải theo kế hoạch của họ. Theo những gì thủ tướng Nhật Bản nắm được thì phía Mỹ sẽ sử dụng hơi độc thần kinh xuống dưới lòng đất để vô hiệu hóa mũ nồi. Vấn đề là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến dân thường. Việc sơ tán gấp gáp có thể đánh động đến mũ nồi.
Sau khi suy xét kỹ lưỡng, thủ tướng quyết định sẽ giấu nhẹm kế hoạch này. Tất cả chỉ phục vụ cho việc bắt mũ nổi cho bằng được. Tuy nhiên không phải hết cách. Nếu 7 tiếng sau có phép màu nào đó giúp họ bắt được mũ nổi thì tai ương này có thể tránh được. Trong khi đó, IT cùng hai á nhân đã liên hệ để trao đổi với Kay và Tosaki. Họ muốn được gia nhập ngăn chặn mũ nổi. Cuộc đàm phán có vẻ không ổn lắm vì Tosaki không tin đám người á nhân kia. Cho đến khi một cuộc gọi đến báo cho bốn mắt về sự vụ dùng khí ga. Thế là dù không thích nhưng Tosaki cũng đành phải chấp nhận. Vì chỉ có đám kia mới biết vị trí của mũ nổi lúc này. IT dĩ nhiên không đi tay không. Cậu ta đem theo rất nhiều súng bóng đạn dược, thứ mà nhóm Kay đang khan hiếm. Sau khi được Tosaki phổ biến kế hoạch của quân đội Mỹ, Kay đưa ra một vài kế hoạch để hạ gục mũ nổi. Nhưng thứ hợp lý nhất bây giờ là tận dụng địa hình dưới lòng đất để chôn sống hắn. Với những hiểu biết sẵn có về mũ nổi, Kay dùng kế khiêu khích. Mở đầu cậu dùng mõm để khiến mũ nổi tức giận. Sau đó cho hắc hồn ra solo một chút để kích thích sự hăng máu của hắn. Rồi giả vờ chim cút trong sự sợ hãi. Mục tiêu là sẽ dẫn dụ mũ nổi đến một địa điểm định sẵn để kích nổ trần nhà và chôn sống hắn. Dù tốn khá nhiều sức lực nhưng cuối cùng họ cũng dẫn dụ được địch đến nơi. Sau khi kích sập cửa ra, Kay cho kích hoạt bom cho đất đá ập xuống. Cứ tưởng kế đã thành nhưng lại có biến xảy ra. Do dư chấn quá lớn đã khiến nền dưới bị sập tiếp xuống. Kết quả giúp cho mũ nổi thoát ra được. Và bây giờ trò đi săn của gã á nhân man dợ đã bắt đầu. Đối tượng đầu tiên của hắn là Tosaki và trợ lý. Do chân đã bị đá đè nên khứa bốn mắt nan di chuyển. Dù đã cố gắng dùng hắc hồn cầm chân, nhưng con của trợ lý quá yếu so với con của mũ nổi. Trong khoảnh khắc bị bắt kịp, một người thường trong tổ đội đã đến ứng cứu. Tuy đã cố spam đạn hay thậm chí là kích nổ lựu đạn, cũng chẳng thể cầm chân mũ nổi được quá lâu. Nhận thấy cơ hội thoát thân tầm này là zero, trợ lý quyết định ở lại quyết tử cho Tosaki quyết sinh. Đứng trước một ác quỷ như mũ nổi, có hắc hồn đã thua nay cô còn không thể gọi được nó nữa. Tầm này thì cô chỉ còn nước làm bia đỡ đạn cho hắn xả thôi. Tuy nhiên số của cặp này chưa tận, hắc hồn của Kay đã đến hỗ trợ, đang lao đến đục thêm lỗ trên người mũ nổi thì hắc hồn của tóc dài đã đến ngăn chặn. Trận chiến được chia lại, trợ lý sau khi hồi phục sẽ chiến đấu với tóc dài, còn Kay sẽ đại chiến với mũ nổi. Sau một hồi gắng gượng chiến đấu, trợ lý cũng đã thua trước tóc dài. Tuy nhiên nhờ khu triệu hồi hắc hồn ngăn cản nên cô không bị thêm đam. Tóc dài liền lên lòng đóng cho cậu một phát, nhưng vô tình tạo sơ hở giúp trợ lý bắn cho hắn một shot gây mê. Ở phía Kay thì lại không được may như vậy, mũ nổi dồn cậu vào chân tường sẵn sàng cho cậu một cái thủ mới. Trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần ấy, cảm xúc của Kay chợt dâng trào, để rồi một hiện tượng được coi là skill VIP pro nhất của một á nhân xảy ra. Cứu cậu trên đường tơ kẽ tóc, Flood đã xuất hiện, hàng chục hắc hồn đã xuất hiện thay phiên nhau sâu xé mũ nổi, khiến hắn chẳng kịp reset mạng sống và rồi kết thúc bằng một cú bay thủ. Liệu rằng version mới này của mũ nổi có khác không? Không ai biết, chỉ biết là hắn bị quân đội Mỹ cho một tràng đạn và khống chế hắn bằng thuốc gây mê ngay tại chỗ. Tóc dài cũng đã bị tóm. Cuộc chiến chống á nhân khủng bố đã kết thúc. Sau đó một thời gian, nội các Nhật Bản đã thông qua quyết định mới chấp nhận nhân quyền của á nhân. Cuộc sống yên bình đã trở lại với Kay, hoặc không. Một tin sét đánh găng tai khiến cậu tỉnh luôn. Mũ nồi và tóc dài đã trốn thoát trên đường áp giải đến Mỹ. Vậy nên Kay được Tosaki triệu tập để sẵn sàng chiến đấu nếu một ngày mũ nồi trở lại. Nhưng liệu hắn sẽ comeback hay không thì chịu. Phim hết rồi và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.